Yeah. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người tới video ngày hôm nay của mình. Trước khi vào video ngày hôm nay thì các bạn nhớ nhấn subscribe nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ quay lại những cái món mà mình ăn trong ngày mà mình ăn chay. Cho nên là các bạn nếu mà muốn biết những cái công thức thì các bạn theo dõi hết video này nha. Mình nghĩ là cái việc ăn chay thì nó khá phổ biến so với trước đây. Tại vì bây giờ cái xu hướng mà ăn chay bảo vệ môi trường, ăn chay về sức khỏe thì ngày càng nhiều. Nhưng mà nếu các bạn không ăn chay trường được thì các bạn có thể ăn chay theo dịp giống như là 15 hay mùng 1 thì các bạn có thể ăn chay. Vậy thì các bạn đi mình nha. Yeah. Buổi sáng thì hai vợ chồng mình đã đi chùa Quang Minh, một trong những cái chùa rất là nổi tiếng ở Melbourne, để đi ăn chay ở chùa này và thắp hương. Sáng nay thì chùa có bán bún đậu hũ và nấm cùng các loại chả giả thịt, cũng khá là ngon các bạn. Nhưng mà so với đồ ăn chay ở Việt Nam thì mình thấy ở bên này khá ít và khá hiếm, là mình thèm kinh khủng. Đầu tiên là món gỏi cuốn chay. Mình sử dụng những nguyên liệu như là bơ, cà rốt thái sợi, salad, bắp thì mình đã xào chín rồi, và một ít bắp cải tím. Các bạn có thể bỏ thêm bún nếu như các bạn thích nha. Bây giờ chỉ cần nhúng bánh tráng ướp và sau đó cuốn tất cả những nguyên liệu mình yêu thích vào. Bánh tráng cuốn này rất là đơn giản các bạn ạ. Yeah. Thì các bạn có thể ăn với cơm. Còn các bạn muốn giảm cân thì các bạn có thể ăn với salad. Rất rất là ngon luôn. Trong công thức này thì mình sử dụng bắp, khoai tây, cà rốt, đậu cô ve và đậu hũ. Ngoài ra còn có hành tím, nước cốt dừa và curry paste để nấu curry nữa. Vậy là xong rồi, bây giờ nấu thôi các bạn nha. Cách nấu món này khá đơn giản, chỉ cần bỏ hành vào xào với các loại rau củ. Sau đó thì thêm curry paste vào, rồi thêm một ít nước vào và thêm nước cốt dừa vào nữa, rồi nêm nếm cho vừa miệng là xong các bạn. Curry này rất là ngon các bạn ơi. Và mình xào thêm đậu hũ, tại vì chồng mình muốn ăn đậu.
đậu hũ xào, cho nên tôi đã làm ra hai món như vậy. Không giống như mong đợi là chỉ ăn curry không thôi, và đây là cái món xấu xí để ăn tráng miệng thôi. Và bây giờ thì chúc mọi người ngon miệng nha. Bye bye.